tâm là cá nhân của mình rất là hy vọng là AZ5 có thể phát triển gấp 3, gấp 4 lần như thời hiện tại. Tại vì là mục tiêu duy nhất của mình đến thời điểm này là mình muốn cái team của AZ5 nó có một cái vị trí gì thật vững chắc ở trong hệ thống và định vị được con người và được cái hướng đi để cho tất cả toàn bộ hệ thống của mình chấp nhận là rằng AZ5 đang đi một con đường đúng và chúng tôi đang phát triển một cách mạnh mẽ và có một cái mục tiêu rõ ràng để đạt được, chứ không phải là như thời điểm trước là AZ5 chỉ là phòng nhỏ thôi hay là tất cả mọi người ở đây đều lu mờ hay không có một cái cá tính khẳng định gì. Trong tương lai muốn AZ5 nó trở thành một cái gì đó to lớn và nó là một cái điểm đến thì đấy để tất cả mọi người khi nói đến AZ5 ở đây có những con người đang rất nhiệt huyết làm công việc gì đấy thật là vững mạnh. Ok rồi. Đứng ra một cái để cười à? Cười nói thôi.